Yo, chào mừng các anh em đã quay trở lại, mình là Leo. Mùa hè đang đến gần, chắc chắn là các anh em sẽ có nhiều thời gian để mà chúng ta cùng đắm chìm ở trong cái giải trí hoặc là nghiên cứu những cái game mới. Vì vậy cho nên là trong nội dung hôm nay mình giới thiệu các anh em một trong những cái game mới mà chuẩn bị ra mắt chính thức server Đông Nam Á vào ngày 23 tháng 6 này, đó chính là Diablo Immortal. Thật ra mà nói thì mình là một bộ lão khá là nổi tiếng ở trong cộng đồng của Diablo, nhưng mà thời gian cũng đã 5 đến 10 năm rồi, chắc là không ai còn nhớ tới mình cả. Mình còn nhớ ngày Diablo 3 ra mắt được sự quan tâm rất lớn đến từ cộng đồng game thủ Việt. Mình nhớ là khi lúc đó giá nó cũng không hề rẻ, khoảng chừng 1 triệu 6, nhưng mà số lượng anh em vào trong cái ngày đầu ra mắt của Diablo thật sự rất là đông, tạo ra một cái cảm hứng rất là lớn đối với lại đa số người chơi. Điều đó để mình nói lên rằng Diablo 3 ra mắt lúc đó không khác gì một cơn địa chấn, một bom tấn được rất nhiều anh em quan tâm. Vì vậy cho nên là từ lúc mà Diablo Immortal được công bố vào cuối năm 2018 thì thực sự mình rất là phấn khích, rất là quan tâm. Nhưng mà từ khi ra mắt thì Diablo Immortal đã nhận được phản ứng rất là dữ dội từ cộng đồng, rồi rất nhiều tranh cãi về chất lượng cũng như là nội dung của Diablo Immortal. Thì sau rất nhiều những cái lần trì hoãn kéo dài nâng cấp chất lượng thì cuối cùng vào ngày 3 tháng 6, Diablo Immortal đã mở cửa toàn cầu. Tuy nhiên, Việt Nam chúng ta thì lại là một phần khác biệt của thế giới, đó chính là chúng ta sẽ được chơi server Đông Nam Á vào ngày 23 tháng 6 bằng bản PC chính thức. Còn đối với lại trên thiết bị mobile thì các anh em cần phải lách luật thì mới có thể download được, chứ còn mà không có chính thức. Vì vậy cho nên đối với anh em Android thì chúng ta bắt buộc cần phải download file APK ở bên ngoài. Còn đối với lại anh em iOS thì chúng ta cần phải chuyển vùng lãnh thổ. Tại vì theo quy định của Việt Nam, để mà lên được store chính thức tại Việt Nam thì phải có công ty phát hành tại Việt Nam cũng như là phải thực hiện nghĩa vụ thuế của mình. Riêng đối với là bản PC, game hiện tại thì đang khóa vùng lãnh thổ đối với là Việt Nam. Nhưng mà để vào được thì chúng ta chỉ còn một vài mẹo thôi. Mình sẽ chia sẻ điều đó xuống bên dưới phần bình luận nếu mà anh em quan tâm. Diablo Immortal sẽ là game nhập vai hành động trực tuyến người chơi, không có hệ thống auto nhưng mà sẽ có hệ thống hỗ trợ trợ giúp các anh em, ví dụ như là chỉ đường cho các anh em làm nhiệm vụ. Tập trung chủ yếu của Diablo sẽ là đi ải hàng ngày kết hợp cùng với lại khám phá những cái câu chuyện nằm ở giữa sự kiện của Diablo 2 và Diablo 3. Và cũng giống như là Genshin Impact, game ra mắt trên cả PC và mobile, chúng ta hoàn toàn có khả năng đồng bộ với lại nhau. Và trong game sẽ có rất nhiều những cái hoạt động để mà người chơi tương tác cùng với lại nhau, ví dụ như là chế độ PvP 8 đấu 8, hoặc là những cái chế độ co-op hợp tác để mà đi ải vượt những cái màn raid boss cực kỳ khó. Dung lượng game hiện tại thì nằm ở mức độ trung bình là khoảng chừng 13 GB đối với lại các thiết bị mobile và 27 GB đối với lại các thiết bị PC. Cấu hình tối thiểu đối với lại thiết bị Android là khoảng chip Snapdragon 660 trở lên thì yêu cầu 2 GB RAM. Còn đối với lại thiết bị iOS thì từ iOS 11 khoảng chừng iPhone 6S trở lên. Hiện tại thì game có tổng cộng là 5 lớp nhân vật để các anh em lựa chọn. Ngoài những lớp truyền thống như là Barbarian, Wizard thì chúng ta còn có thêm hai class mới, đó chính là Demon Hunter với lại Monk của Diablo 3. Mình nhớ là Monk ở trong Diablo 3 thì không có giới tính nữ, nhưng mà ở trong đây thì chúng ta đã có giới tính nữ rồi. Là tiếp theo thì rất là quen thuộc của Crusader trong Diablo 3 River of Souls. Những class này được mô tả như là những chiến binh thần thánh, những thanh kiếm sắc bén của giáo hội. Mình không rõ là trong đây vẫn giữ được cái kỹ năng cưỡi ngựa kéo dây xích cuốn phăng mọi thứ của Crusader hay không. Và cuối cùng là class triệu hồi Necromancer được rất nhiều anh em yêu thích cũng xuất hiện. Mình không rõ là hiện tại thì Necromancer đã xuất hiện ở trong Diablo 3 hay chưa. Nhưng mà lúc mình off khoảng chừng sau 2 năm ra mắt của Diablo 3 thì là chúng ta chưa có class triệu hồi này. Và theo lý thuyết thì class đánh cả Barbarian luôn luôn là class được ưu ái nhất. Còn những class đánh xa như là Demon Hunter, Pháp Sư thì giai đoạn đầu các anh em sẽ hơi vất một xíu. Nhưng mà giai đoạn sau thì khi mà các anh em có những cái bộ thánh di vật, ok mình nhầm. Nhưng mà giai đoạn sau khi mà các anh em đã có gear rồi những cái đồ ngon rồi kết hợp cùng với là bộ kỹ năng của các anh em rất là tốt thì những class này nếu mà các anh em đi theo chiến thuật thì cũng không hề thua kém. Nói chung là tất cả các class khi mà được tạo ra thì mục đích của nhà phát hành luôn luôn là làm sao ra được cân bằng nhất có thể. Mon với lại Crusader thì vẫn là class cận chiến thôi, giống như là Barbarian, nhưng mà mỗi class thì nó sẽ có cái hay riêng. Mình chưa thử nghiệm ở tại đây nhưng mà trong Diablo 3 thì hai class này có những cái kỹ năng đánh khống chế và tăng rất là tốt.
Và khi mà mình chọn Glass Barbarian thì vẫn mang lại những cái trải nghiệm trước đây, vẫn là những cái màn chặt chém hack and slash rất là đậm chất Diablo. Tuy là những cái trải nghiệm qua chuột và bàn phím thôi, nhưng mà các anh em có những cái cảm giác rất là Diablo khi mà chúng ta có những cái màn đập hoặc là chặt chém đó, chúng ta cảm giác như là chính đôi bàn tay của chúng ta đang thực hiện những đòn động tác ra vậy. Chúng ta có rất nhiều kỹ năng được mở khóa dần hay là lên cấp theo cấp độ của nhân vật. Tuy nhiên chúng ta chỉ được phép mang 4 kỹ năng mà thôi. Vì vậy cho nên là các anh em sẽ sử dụng kết hợp làm sao 4 kỹ năng của chúng ta có khả năng kết hợp trở thành một combo hoàn chỉnh nhất. Và thật sự là cái việc mà kết hợp 4 kỹ năng của chúng ta trở thành một cái combo hoàn chỉnh để liên tục gây sát thương cũng như đánh thật sự đã tay, đó chính là cái hay nhất ở trong Diablo. Ok, và đây rồi, kỹ năng ném xích, rồi kỹ năng đập búa thần thánh và kỹ năng whirlwind, có nghĩa là xoáy kiếm liên tục gây sát thương cho kẻ địch xung quanh á. Nói chung là đánh rất là đã tay các anh em, nhưng mà có vẻ như là di chuyển hơi chậm. Mình thấy tại cấp độ 15 chúng ta sẽ mở ra kỹ năng spring hình như là lướt nè. Vì vậy cho nên chúng ta sẽ thử lên cấp độ 15 xem nó sẽ như thế nào. Ok, nói chung là kỹ năng này khá là tuyệt vời, có thể tăng tốc di chuyển nhưng mà thời gian cooldown thì hơi lâu. Thế nhưng cũng sao, đối với lại phiêu lưu trong đại thế giới thì rõ ràng mình nghĩ rằng bộ kỹ năng này các anh em nên thêm cái kỹ năng tăng tốc này để mà chúng ta có thể di chuyển nhanh hơn. Nhưng chúng thì hiện tại chỉ mới cấp đầu thôi mà mình thấy rằng là Barbarian đánh cũng rất là đã tay rồi. Còn đối với lại những cái class đánh xa khác thì có vẻ là hơi khó khăn hơn khi mà chúng ta cần phải thực hiện nhiều chiến thuật hơn bằng cách là vượt hit and run đánh chạy rồi chúng ta triệu hồi đệ hoặc là chúng ta đặt bẫy để mà hỗ trợ chúng ta. Nhưng mà có vẻ như là những cái thứ cơ bản, ví dụ như là kỹ năng lên cấp, trang bị, rồi máu, rồi năng lượng giống như là ở trong Diablo, ở trên các phiên bản PC thì đã được đơn giản hóa đi rất nhiều. Ví dụ các anh em có thể thấy ở đây là máu của chúng ta. Thay vì ngày xưa chúng ta cần phải mua hàng tá những bịch máu, chúng ta cắn máu giống như là trong game MMO các anh em. Hoặc là khi mà chúng ta đánh cần năng lượng thì ở đây những cái điều đó đã được đơn giản hóa. Máu không có nữa mà khi mà chúng ta đánh thì tự động nó sẽ hồi máu và tối đa chúng ta lưu trữ được 3 bình. Và như vậy là chúng ta chỉ cần thực hiện những cái màn chặt chém bằng kỹ năng của chúng ta. Sau đó thì các anh em có thể kiếm những cái gear, những cái đồ trang bị truyền thuyết, huyền thoại đó, legendary đã tốt hơn để chúng ta build cho nhân vật của chúng ta mạnh nhất có thể. Có một điểm đặc biệt đối với lại Diablo Immortal đó chính là trang bị sẽ thay đổi kỹ năng của chúng ta. Vì vậy cho nên là có lẽ là các anh em cần phải farm ngày farm đêm, cày ngày cày đêm đó, hoặc là khá là hardcore khi mà chúng ta cần phải kiếm ra được những cái trang bị để mà thay đổi kỹ năng của chúng ta làm sao nó kết hợp trở thành một cái combo tốt nhất, tối ưu nhất. Đó chính là cái điểm đặc sắc của cái game này. Để mà có được những cái trang bị như vậy thì có lẽ là cần rất nhiều thời gian đó. Vì vậy cho nên mình nghĩ rằng Diablo, nếu mà các anh em muốn đến lay game đến tận cùng á, thì có lẽ là nó sẽ là một cái game cày cuốc mà để các anh em cần phải may mắn để mà chúng ta kiếm được những cái trang bị đó. Nhìn chung thì là một game chặt chém thì ngoài trang bị ra thì kỹ năng đánh của các anh em cũng là một cái điều rất là quan trọng. Đó, việc combo đánh kỹ năng build rồi, đó chính là những cái thú vị, những cái hay hấp dẫn của Diablo Immortal. Và Diablo Immortal vẫn có đầy đủ những cái tính năng như là co-op kết hợp cùng nhau vừa phụ bản, rồi raid boss, rồi đánh PvP, rồi đến đấu trường, rồi nói chung là sẽ có đầy đủ những cái tính năng cộng đồng giống như là những cái game chặt chém trên thiết bị mobile truyền thống khác. Nói chung nếu anh em nào đã quen với lại game chặt chém thì chúng ta sẽ nhanh chóng bắt kịp được những cái tính năng này mà thôi. Kể cả là với tiếng Anh thì chỉ cần các anh em nhìn vào là anh biết là tính năng đó chứ không đâu cả. Nói chung có một cái mình đánh giá cao đó chính là kể cả là game trực tuyến nhưng mà những cái đòn đánh, những cái kỹ năng của các anh em nếu mà mạng có nhanh tốt thì gần như là cảm giác giống như là không có tí độ trễ cooldown nào cả. Thực hiện rất là mượt mà, rất là trơn tru, bay, nhảy, chém, xoáy, tá lại các kiểu. Tuy nhiên là ngoài những cái điều truyền thống ra thì hiện tại Diablo Immortal vẫn chưa mang lại một cái sức đột phá nào mình cảm thấy là ô vượt trội, ô ngỡ ngàng cả. Vẫn là những cái màn chặt chém xưa cũ, vẫn là những cái điều rất là đậm chất Diablo. Nói chung á là mình nghĩ rằng giải trí rất là tốt, nhưng mà để mà trở thành một cái phong tấn gây chấn động, gây thu hút số đông người chơi thì có lẽ là hơi khó đối với lại Diablo Immortal. Đặc biệt là khi game nhuốm màu khá là bạo lực. Khi mà mình chiến cái game này mình nghĩ rằng chắc có lẽ là mình không livestream được đâu, tại vì nó khá là máu me bạo lực như thế này đối với lại những cái bạn mà dưới 17 tuổi đó, mà đặc biệt là những cái bạn nữ nữa, thì mình nghĩ rằng là không phù hợp một xíu nào cả.
Nói chung là mình sẽ thử qua Diploid Motto này khi mà nó chính thức vào ngày 23 tháng 6. Cho nên mình muốn nhớ lại cái cảm giác cầm cây búa 1.000 đô mình đập quái ở trong Diablo 3. Dù anh em nói rằng có chém gió không, làm gì mà có cây búa đến 1.000 đô lận, thì mình cũng chia sẻ với anh em. Các em có thể thấy ngày xưa Diablo 3 của mình đây, mình bán rất là nhiều đồ vật phẩm ở trong Diablo 3, nhưng mà trên cái sàn này thì chúng ta thì có thể giao dịch được những cái vật phẩm trị giá 250 đô mà thôi. Còn những cái vật phẩm xịn sò hơn, những cái búa mà với option khủng hoặc là những cái chỉ số hoàn hảo á, thì bắt buộc lúc đó chúng ta cũng phải giao dịch bên ngoài với cái giá trị mình nhớ là nó hoàn toàn có khả năng vượt mốc 1.000 đô. Một game mang lại cho mình rất nhiều những kỷ niệm xưa cũ, làm rất nhiều những cái nỗi nhớ trỗi dậy. Đó chính là đánh giá của mình. Còn các anh em có muốn thử qua Diablo mà thôi hay không? Đừng quên hãy chia sẻ xuống bên dưới phần bình luận, chúng ta cùng nhau thảo luận thêm. Còn bây giờ thì tạm biệt các anh em, hẹn gặp lại tất cả các anh em trong những nội dung sau.